phẩm sáu milarepa ở jumban naka Tasang kính lễ chư đạo sư từ rama milarepa đi junna naka Tasang và ở lại đó một thời gian một hôm một con quỷ cởi trên một con thỏ đến am của milarepa con quỷ mặc áo giáp nấm mang cung và tên làm bằng nhánh cây thấy hình dạng khôi hài của nó milarepa không thể nếm cười được con quỷ nói với jesun ông gì sợ hãi mà đến đây nếu ông hết sợ thì hãy đi đi milarepa đáp ta nhận ra trọn vẹn rằng hiện thân chính là tâm ta cũng thấy rằng tự tánh của tâm đồng với pháp thân người cái hiện hồn đáng thương bất cứ hình ảnh nào người có thể quá hiện đối với ta cũng chỉ là trò cười vì thế con quỷ cúng dường và thề với milarepa rồi nó biến mất vào bầu trời như một chiếc cầu vòng nó là vua quỷ của derotan một hôm những người bảo trợ của Milarepa từ Dorotan đến giếng. Họ hỏi ông Juna Nanka Tashan đã cống hiến ông những lợi ích gì. Trả lời họ, ông hát. Ta khẩn nguyện với đạo sư của ta, bậc thánh. Hãy lắng nghe các người bảo trợ của ta, ta sẽ nói những công đức chỗ này trong tịch tỉnh tuyệt vời của lầu trời run này cao bên trên mây đen tụ hội xanh thẳm và xa bên dưới sông tơ sang chảy sau lưng ta nhô lên tảng đá đỏ của trời bên trái ta qua dại đơm bông rung rinh phong phú cạnh miệng hang ta ở giả thú tới lui kêu rống gầm gừ trên bầu trời kênh kênh ó tự do lượn dòng trong khi mưa phùn rơi nhẹ từ trời cao ông do ve dù dù ca hát ngựa cái ngựa con nhảy nhót nô đùa phóng chạy điên cuồng dòng suối róc rách chảy qua sỏi đá xuyên cành cây lũ khỉ nhảy và đánh đu chim sơn ca hót khúc ngọt ngào những âm thanh đúng lúc ta nghe tất cả là bạn của ta công đức của chỗ này không thể nghĩ bàn giờ đây ta kể cho các người trong lời hát ô những người bảo trợ tốt cầu các người theo đường đạo và tấm gương của ta hãy bỏ ác và làm những điều thiện những chỉ dạy cho các người từ tim ta từ phát trong những người bảo trợ ý Có một hành giả mật điển Nói với Mila Riba Chúng tôi cảm ơn Ngài sâu xa Nếu Ngài rộng lượng Ban cho chúng tôi những chỉ dạy thiết yếu Về thấy, thiền định và hành động Như là lời chào hay món quà chào đón Mila Riba hát trả lời Ân huệ của đạo sư của con đi vào trái tim con Xin giúp con chứng ngộ chân lý tánh không Để trả lời các người bảo trợ trung thành của ta Ta hát để làm vui lòng chư thiên và Phật Hiện tướng không và vô phân biệt Ba cái này là tinh yếu của thấy Quang minh vô niệm và không phân tán Là tinh yếu của thiền định Không chấp trước không dưỡng mắt và hoàn toàn không thiên lệch là tin yếu của hành. Không hy vọng, không sợ hãi và không nhầm lẫn là tin yếu của thành tựu. Không dụng công, không che giấu và không phân biệt, ba cái này là tin yếu của giới luật. Nghe Milari ba hát xong, tất cả những người bảo trợ trở về nhà. Vài hôm sau, nhiều đệ tử lại đến viếng Jesus hỏi thăm sức khỏe và sự sống của ông cùng chúc ông những điều tốt đẹp nhất Mila đáp lại hát con cúi đầu đảnh lễ dưới chân đạo sư của con sâu trong rừng nơi không người dẫm bước ta Mila an lạc tu tập thiền định không dưỡng mắt và không chấp trước. Cả bước đi và tĩnh lặng đều vui lòng. Không bệnh tật, không bất bình thường, ta muốn duy trì thân hư huyễn này. Không bao giờ ngủ, ta ngồi thích nghi trong tịch tỉnh. Ở trong định vô thường, ta thưởng thức niềm vui, liên tục trong yoga khí nóng, không lạnh thật là an lạc không nhút nhát hay kinh hoàng ta vui vẻ theo phép tu mật điển ta hoàn thiện tu dưỡng không gắng sức không phân tán bất cứ loại nào ở lại trong tịch tỉnh ta thật là an lạc đây là những lạc thú của thân an lạc là con đường của trí tuệ và phương tiện an lạc là yoga phát sinh và hoàn thiện Phép thiền định của hai trong một An lạc là bát nhã Tỉnh giá không đến cũng không đi An lạc là không nói chuyện Không bạn bè và tán ngẫu Đây là những lạc thú của ngôn từ An lạc là hiểu không chấp trước An lạc là thiền định không gián đoạn An lạc là thành tựu không hy vọng hay sợ hãi an lạc là hành động không ô nhiễm đây là những lạc thú của tâm an lạc là quang minh không suy nghĩ và không thay đổi bất ngờ an lạc là an lạc trong thanh tịnh pháp giới an lạc là sắc giới không đoạn diệt khúc ca nhỏ về niềm an lạc lớn phát ra từ trái tim ta được thiền định phấn khích do hợp nhất của tri và hành ai nhắm vào quả bồ đề nguyện cho người ấy theo phép yoga này tu tập các đệ tử nói với Milarepa thật tuyệt diệu là những niềm vui của thân khẩu và ý như thầy vừa mới nói xin thầy nói cho chúng con biết làm thế nào được như vậy Milarepa đáp do giác ngộ của tâm lúc ấy các đệ tử nói mặc dù chúng con sẽ không bao giờ đạt được an lạc và khoan khoái như thầy đã đạt nhưng hy vọng rằng chúng con có thể sẽ đạt được một phần nhỏ do đó chúng con xin thầy cho chúng con một lời dạy rõ ràng dễ hiểu và đơn giản để tu tập nhờ đó chúng con có thể giác ngộ tự tánh của tâm vì vậy Milarepa hát mười hai nghĩa của tâm con cúi đầu đảnh lễ dưới chân đạo sư của con ô các người bảo trợ tốt nếu muốn chứng ngộ tự tánh của tâm các người nên tu tập theo những lời dạy sau đây niềm tin tri kiến và giới luật ba cái này là cây sống của tâm đây là cây các người nên trồng và chăm sóc Không dính mắt, không chấp trước và không mù quáng. Đây là ba cái thuẫn của tâm Chúng mang nhẹ, song, che rất khỏe Là những cái thuẫn các người nên tìm Thiền định, tinh tấn và kiên trì Ba cái này là ngựa cởi của tâm Chúng chạy nhanh và chuồn rất lẹ nếu các người tìm ngựa Đây là những con ngựa nên tìm Tự tỉnh, tự chiếu và tự vui Đây là ba quả của tâm Hãy gieo hạt và làm cho quả chính Hãy tin lọc và tin chất sẽ hiện ra Nếu tìm quả Đây là những quả các người nên tìm Xuất phát từ trực giá của hành giả yoga Đây là khúc hát 12 nghĩa của tâm ta đã hát hứng khởi do lòng tin hãy tiếp tục tu tập những người bảo trợ tốt của ta vì vậy những người bảo trợ ý đặt niềm tin nhiều hơn nơi milarepa và đem đến cho ông những tặng vật tuyệt vời rồi milarepa quyết định đi núi tuyết vô mô đây là câu chuyện về milarepa ở lầu trời junban Chú thích chuyện sáo một Chunpan Nanka là một nơi ở gần Hy Mã Lạp Sơn, có nghĩa là lầu trời Chunpan. 2. Sợ đau khổ trong luân hồi. Đây là động cơ khiến hành giả yoga cố gắng đạt giải thoát. 3. Thấy, thiền định và hành động hay thấy, tu và hành thấy là tri thức hay nguyên lý mà dựa vào đó tất cả các thiền định đặt căn bản và những hoạt động tôn giáo thành xử. Tu là chỉ sự tập luyện yoga về thấy. Hành chỉ cảnh giới mà hành giả yoga thâm nhập trong thấy trong khi thực hiện những sinh hoạt hàng ngày. Thí dụ sau đây minh họa những từ đó. Trong trường hợp của giáo lý Đại Thủ Ấn, Mahamudra, thấy là hiểu về tánh không của tâm, tu là chiêm nghiệm về sự hiểu này và hành là chú tâm vào cái thấy này trong các sinh hoạt hàng ngày, nghĩa là hành giả có thể nhớ kinh nghiệm thiền định của mình ngay cả trong khi tất cả mọi thân trầm trong sự hiện hữu hàng ngày của mình. 4. Vô thường sự giác ngộ trong các định cao hơn sẽ siêu việt cả chóng vánh và thường còn. 5. Trí tuệ và phương tiện Trí tuệ là hiểu hay thấy tức kiến hay con mắt của hành giả. Phương tiện là phương pháp, kỹ thuật hay chân của hành giả. 6. Pháp giới thuật ngữ này có nhiều nghĩa khác nhau. Ở đây nó chỉ cái phổ biến, cái vô cùng, tổng thể và những cái tương tự. 7. Cây sống. Từ tượng trưng dùng chỉ sức sống mà sự hiện hữu của sinh mệnh con người tùy thuộc. 8. Tự tỉnh, tự chiếu, tự vui, bất chấp sự kiện rằng bản tánh của tâm là không thể miêu tả được người ta có thể lãnh hội nó qua minh họa ba đặc tính của nó tức là tự tỉnh giác tự chiếu sáng và tự vui và mặc dù hiện hữu trong tất cả thời gian những người không được điểm đạo truyền pháp không biết được ý thức về thức tức tự thức tỉnh hay tự tỉnh giác là bước tiến gần ngưỡng cửa giác ngộ các dạng thái của tâm tự chiếu và tự vui đã được các hiền giả phật giáo công bố trong kinh nghiệm huyền bí họ thấy rằng tâm tự chiếu và an lạc